Xin chào các bác nhá. Em lên cho có một con máy lọc không khí hàng lô điện của Nhật nhá. Đây. Về hình thức thì mời các bác nhìn luôn nhá. Đấy. Con này VIP luôn. Đó. Con này nói chung là nhìn cơ bản về hình thức thì còn rất là mới. Đấy, rất là so với ông bãi thôi, chứ còn đây, cái này để mở, cái này để hai tay, tay giữ nó dễ hơn đây. Đấy, màng lọc bên trong con này cũng còn rất là đẹp các bác nhá. Có thể là do bên Nhật người ta ít dùng ấy. Đấy. Còn rất là đẹp. Đó, máy lọc không khí này. Đây là nó đang báo là không khí nó đang sạch nhá. Còn các bác mà muốn thêm ẩm biết cái thứ đây, có cho thêm nước vào đây nhá. Đấy, nó sẽ bù ẩm đây. Đây là một cái két nước này. Đấy, có cho đầy nước vào đây. Đó, cho nước sạch vào con nhá. Đó, thì đấy là cái để bù ẩm. Bật sử dụng máy rất đơn giản các bác đây. Các bác nhấn vào đây nhá. Thì nó là lên luôn chế độ tự động, bật một phát là nó thẳng lên chế độ tự động, tự nó lọc. Còn các bác muốn lọc nhanh hay lọc gì thì đây, điều chỉnh đây. Đấy, đây là tốc độ này. Đấy, thì các bạn này có dán sẵn cái giấy đây cho các bác này. Đấy, đây là đang lọc nhanh này. Đây là lọc ion âm này. Reset máy là sau khi các bác thay màng lọc thì mình nhấn đây để mình reset nhé. Đấy, giữ 3 giây để reset này. Đấy, đây là lọc ion này. Tắt đi này, thông thường thì lọc mình bật chế độ ion lên để nó kích hoạt cái lọc ion âm này, nó rất là tốt. Lọc nó sạch hơn. Đấy, còn tự động thì các bác sẽ nhấn về đây thì nó tự động, còn nhấn sang đây là lọc nhanh, rồi các cái chế độ lọc các khác nhau. Đấy. Một con máy hàng lô địa Nhật của Saab, thương hiệu Saab các bác nhá. Hình quả nhám rất là đẹp. Con này thì giá của nó là 1 triệu 150 nghìn các bác nhá. Giá là 1 triệu 150 nghìn. Giá này thì các bác sẽ được tặng kèm theo một cái đổi nguồn nhá. Đấy, một cái đổi nguồn đi theo máy luôn. Được chưa ạ? Đó, bác nào lấy. Riêng bình thường em bán con này là 1 triệu 250 cơ. Nhưng mà hôm nay em đang cuối năm em đang sale, còn có 1 triệu 150 nghìn. Và các bác còn được tặng kèm theo một cái đổi nguồn 200 nghìn nữa. Đó, để về các bác sử dụng thì các bác không cần phải mua thêm đổi nguồn, được chưa ạ? Bác nào lấy con máy này hôm nay nhé, em áp dụng cho ngày hôm nay thôi. Còn sang ngày mai là sẽ không tặng đổi nguồn. Giá là 1 triệu 150 là không tặng đổi nguồn, được chưa ạ? Duy nhất ngày hôm nay đấy là em sẽ khuyến mại cho các bác thêm một cái đổi nguồn. Giá vẫn không đổi là 1 triệu 150 nghìn. Còn sang ngày mai là các bác mà có hỏi ấy, thì giá nó sẽ là 1 triệu 150 nghìn và không được tặng thêm quà gì. Được chưa ạ? Nếu bác nào lấy thì alo cho em trong vòng ngày hôm nay luôn. Được chưa ạ? Đấy là các bác sẽ có kèm theo đổi nguồn. Tóm lại là về các bác không cần phải làm cái gì cả. Chỉ việc gì ạ? Đổ nước vào đây cho em. Cắm điện qua cái đổi nguồn em đưa là xong. Được chưa ạ? Đấy. Đó. Thì bác nào mà chốt thì alo cho em. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Đó, giá là 1 triệu 150 nghìn, tặng kèm một cái đổi nguồn cho các bác. Ok chưa ạ? Đấy, thế là các bác thoải mái nhá. Dùng yên tâm, được chưa ạ? Đấy. Đây, vàng này là nó đang báo là không khí đang bụi bẩn này. Đấy. Ok chưa ạ? Đấy. Bây giờ nó phải lọc về chế độ xanh đét thì lúc đấy là không khí nó đang sạch các bác nhá. À, về giá thì như em đã báo rồi, đấy còn gửi hàng thì bên em sẽ gửi qua Viettel, giao hàng tận tay, các bác nhận hàng được quyền kiểm tra, cắm thử thoải mái, ok chưa ạ? Nhận hàng được quyền kiểm tra và cắm thử thoải mái nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 các bác nhé. Đó, đây là con máy lọc không khí của Saab. Con này có mã là KC30T3 nhé, KC30T3, hàng lô địa Nhật sử dụng điện 100V và các bác được tặng kèm theo một cái đổi nguồn luôn. Được chưa? Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhé. Cách dùng thì nó cũng rất đơn giản thôi. Ở đây thì các bạn này có dán cho các bác là các cái chữ bằng tiếng Việt đây này. Đấy, reset rồi đây này. Đấy, cái ở trên chân trắng này là các bạn này đã dịch sang tiếng Việt và các bạn này dán cho các bác để các bác dễ dùng. Đấy, nó chỉ có bật tắt, bật đây là chỗ tự động, bật tắt này, chọn tốc độ này. Đấy, đây là cài đặt thời gian này, 60 giây gì gì đó này. Đấy. Ok chị ạ, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rất dễ dùng, các cái hàng của Nhật người ta thiết kế đơn giản dễ dùng lắm và nó bền lắm, các bạn, bền cực kỳ luôn. Chất lượng cao đấy chứ. Rồi, xin chào các bác nhé.